Mối tình thứ hai thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà khi đi để lại cho em lá thư khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Cầm Tú là tên một loài hoa, cũng là tên của em ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại thì em đang làm việc một chuyên viên tư vấn ở Bệnh viện Nhân Ái ạ. Em quê ở Quảng Bình ạ. Tư vấn về cái gì? Dạ em tư vấn cho những người bị nhiễm S giai đoạn cuối ạ. Bây giờ mình nghe bạn trai mình giới thiệu nha. Em tên là Trường, em là kỹ sư phần mềm. Hiện em đang công tác tại Bệnh viện quốc tế Đồng Nai. Kỹ sư phần mềm, dạ. Nhưng công tác tại bệnh viện là như thế nào bạn? Dạ là em là viết phần mềm cho bệnh viện. Tất cả liên quan tới phần mềm là em làm cả. Ôi bạn nói bằng bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 30 tuổi. 30 cái tường. Rồi 29 gặp 30 cũng được. Thôi. Bạn có những cái điểm mạnh gì? Tâm lý và biết quan tâm chăm sóc bạn khác giới. Ví dụ vậy. Vậy sao? Ế. Dạ thì em cũng có 3 mối tình. Nhưng mà mối tình đầu em á, thì lúc đó còn học sinh, còn ngây dại. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ, còn mối tình thứ hai á, thì quen nhau cũng 8 năm. Nhưng mà bạn nữ thì vì chữ hiếu nên phải định cư ở Canada. Khi đi để lại cho em lá thư khi hiếu và tình không thể vẹn tròn. Yeah. Coi như là Lâm đi với đá áo ra đi luôn ha. Em thuộc luôn lá thư đó luôn. Thuộc sao mình động một đoạn nào hay nhất cơ. Ông xã ơi, ông xã ơi, hãy để em gọi anh thật nhiều. Và sau hôm nay chỉ xem anh là một người bạn. Ông xã ơi, rồi cuối cùng là xem người bạn. Dạ. Rồi mối tình thứ ba sao bạn? Có Lâm đi đá không? Mối tình thứ ba thì em quen tháng 5 năm rồi. Tưởng chừng như là cưới. Nhưng mà khi mà gặp hai bên gia đình thì gia đình bên kia nói chung là môn đăng hậu đối. Người ta không có muốn gia đình em xuất thân từ lao động. Tình yêu của họ không có lớn để đủ vượt qua cái khó khăn vậy. Bao năm rồi? Một năm rồi đó hả? Dạ, 30 tháng 4 vừa rồi là đám cưới người yêu cũ lại mời em đi đám cưới nữa. Trời ơi, cuộc đời anh này bi đát quá. Có khi nào mình khóc chưa bạn? Có rồi chị, em chùm khóc luôn mà. Rồi mấy lần vậy là bạn gái mình có dỗ mình không? Trời ơi, em bị người ta đá, em khóc mình, nó đâu có dỗ em đâu. Em có thích đàn ông khóc không? Em thích một người nào đó nam tính siêu ạ. Khóc đâu có liên quan gì hết, nam tính thôi em, nam tính người ta vẫn khóc mà. Dạ khóc thì ủy mị quá. Ủy mị quá hả? Dạ. Thế còn bạn thì sao, có bao nhiêu mối tình rồi? Cũng có 2 mối tình ạ, cũng tương đối dài, 3 năm ạ. Nhưng mà gặp nhau thì tương đối ít nên là không thể đến với nhau được ạ. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm đạm, trung thủy, không có gia trưởng, không có hút thuốc lá. Bạn trai có gia trưởng không? Dạ em không có chị. Em quen bạn gái em cưng lắm, cưng như trứng vậy. Có hút thuốc lá không? Dạ không biết hút. Bạn có keo kiệt không? Em không có keo. Em có nhiều chơi hết nhiều hả? Dạ, bị gái dụ là cho hết. Trời ơi. Tình yêu em nhõng nhẽo là em cũng chi hết. Hay và hát vào đó được đó nha. Bạn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Cái quan trọng là biết yêu thương, là tiếp người của gia đình, biết lo lắng quan tâm là được. Bạn có cái điểm mạnh gì? Em cũng biết làm những công việc của đàn ông một tí xíu ạ. Ví dụ? Như là sửa điện, sửa ống nước, rồi làm phụ hồ ạ. Cái gì? Sửa điện, sửa ống nước, làm phụ hồ? Dạ. Với một cái thân hình vóc dáng mảnh mai như thế này. Em từ nhỏ sống với mẹ, cuộc sống kinh tế cũng khó khăn ạ. Thế cù nói nhỏ qua để anh Hoàng nghe còn coi sao. Dạ em chào anh. Dạ, sửa ống nước đi làm phụ hồ. À dạ. Anh bên đây anh dễ cảm động lắm. Bây giờ em cần gì ở người đàn ông nào? Dạ em cần một người biết cảm thông, biết chia sẻ. Bạn bên đây là cảm thông lắm, cảm tình lắm, cảm động lắm, chia sẻ lắm, chia đôi không? Tức là một người cảm động nhiều á, là người đó rất là chân thành. Dạ. Nhưng mà giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn, em mà lên đây chứ. Lấy liền không? Dạ lấy liền càng tốt ạ. Anh bên đây chắc cũng lấy liền, anh đây tình cảm lắm. Anh lấy liền. Lấy liền hả? Em cũng chuẩn bị rồi hả? Em cũng chuẩn bị rồi. Đây gì? Là thiệp cưới em tự thiết kế. Trời. Cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời ơi. Gì vậy? Thiệp cưới Bạn Muốn Hẹn Hò luôn nè. Đâu, coi với. Trời ơi. Có tên cô dâu. Thiếu tên cô dâu chị. À. Trời đã định duyên đôi lứa. Có thơ nữa, đọc đi. Đọc đi. Trời ơi. Lễ tân hôn 2017. Thơ kìa, thơ bên kia. Trân trọng kính mời Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi. Trời đã định xe duyên đôi lứa. Trong muôn người anh lựa chọn em. Là duyên là nợ êm đềm. Tơ hồng xe kết bên thềm mùa xuân. Xí hỏi cái bài thơ này là em làm hay là em chế, em lụm đâu ra? Em lụm trên mạng á chị ơi. Khỏi đọc đi. Tưởng đâu thơ của đây là khỏi đọc đi. Trời ơi. Nhưng mà cái công sức em thiết kế là cái sự chân thành. Đúng rồi. Tưởng thơ không làm đọc khỏi. Thì bởi vậy. Không đọc. Nói thôi chứ công sức làm cái thiệp này là cũng có chủ đích rồi ha. Dạ, giờ là quyết chí đám cưới phải không? Dạ em để 27 đó chị. Chỉ thiếu tên cô dâu nè. Rồi bây giờ đã có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ thì vốn cũng có ít đủ làm đám cưới. Lấy nhau về ở đâu? Quan trọng bạn nữ thôi, ở với mẹ em cũng được. Thích ở riêng thì mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình ở gần đây tiện hai bên. Cũng lớn tuổi rồi, với lại cái quan điểm tình yêu của em á, cái gì đã bắt đầu thì em không bao giờ muốn kết thúc. Em không thích bị gãy gánh giữa đường. Nói chung là em cũng định hướng đám cưới là vậy, em thiết kế trước cho em. Bạn không thích điểm gì á người con gái? Bạn nói thủ tục xe xua lòe loẹt được em không thích rồi đó. Ví dụ như nhộn tóc vàng khè em không thích. Em thấy với bạn bè em gái nó dữ lắm, nhậu ghê lắm. Trời ơi. Em chơi với bạn nhậu đi, nói thôi. Nhậu không? Không. Đúng rồi, bạn gái bên này có nhậu đó nha. Em nhậu khi mà trong công việc ạ, là cần phải giao tiếp thì là nhậu, nhưng mà nói chung là còn kiểm soát ạ. Uống được mấy chai? Em cũng không biết bao nhiêu, nhưng mà khi uống á, thì em cảm thấy như vậy là đủ rồi thì em dừng lại ạ. 10 không? Em cũng không có điểm ạ. Không có đếm có nghĩa là phải chụp đủ lên. Bên kia cao thủ võ lâm rồi đó. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em chị. Dạ. Chào bác. Chào Quyền Linh với Cát Tường. Bác cảm thấy cháu gái đây rất là tốt, nhưng mà bác cũng mong muốn là cháu gái làm sao nắm được thằng con trai bác, chứ đừng để nó nắm con. Thì bác không muốn vậy, tại vì bác là phụ nữ, bác đã đời cả khổ rồi thì phải nắm thằng chồng mình, chứ đừng để thằng chồng mình nắm mình. Trời ơi quá dữ. Em con rất là cảm ơn điều kiện bác dành cho con ạ. Con hy vọng con cũng sẽ nắm được anh ạ. Anh dễ lắm không? Có một người mẹ chồng như vậy thì quá tuyệt vời luôn. Thôi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt đi. Dạ em cảm ơn ạ. Quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Yêu là phải chung thủy, yêu là phải cưới liền tay ạ. À thì anh cũng vậy, cưới vợ cưới liền tay để lâu ngày nó hôi ê. Cái gì hôi ê? Anh dễ lắm, em nắm anh chỗ nào cũng được đó. Ủa em làm ở đâu em? Dạ hiện tại em đang làm ở tỉnh Bình Phước ạ. Vậy thí dụ quen nhau thì làm sao? Dạ thì anh tính đi ạ. Vậy không lẽ mình chạy lên, anh chạy lên Phước người ta thăm em à? Trời. Dạ không lẽ. Không phải. Chứ không lẽ người ta chạy xuống. Không không, nhưng ý em nói là chỗ Bình Phước là chỗ nào á mà. Không thì thật ra anh cũng không quan trọng vấn đề mà xa hay gần, yêu phải yêu hết mình. Đó giờ anh mà quen ai á, anh đi công tác xa cả 100 cây số mà anh vẫn chạy về, lễ lộc anh phải chạy về anh chở người yêu anh đi, rồi khuya 3 giờ anh lại chạy lên lại chỗ công tác. Từ ở đây qua châu Phi ta còn yêu nhau được mà. Nếu mà xa thì mình rút ngắn cái khoảng cách cưới lại thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, thiệp cưới quá hay. Rồi. Rút ngắn luôn. À bây giờ bàn đi, bây giờ bàn. Nếu mà cưới nhau thì bây giờ là ai di dân tới chỗ của ai? Đó, chắc em di dân á. Đó, vậy đúng. Em về thì anh xin vào bệnh viện cho em làm trong bệnh viện quá gần. Xin được không? Nhà em cách bệnh viện có mấy bước chân. Vậy được rồi đó, không được anh hỗ trợ cho. Dạ em coi đi. Là ổn định quá rồi. Đưa nó đi. Chưa để ta nói, còn chưa cái này chưa đưa được đâu. Được rồi. Rượu cô kia không bấm đưa gì. Đưa lẽ anh ghi tên anh vô. Phải rồi. Anh nhìn thẳng vào mắt anh ấy đi. Thấy có gì lé lên chưa? Dạ, long lanh ạ. Long lanh hả? Dạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái như thế nào? Ở lần đầu tiên em thấy bạn gái dễ thương. Mà thật ra là em cũng có cảm tình với Quảng Bình. Quảng Bình quê ta ơi. Nói chung là em kết rồi nha. Kết bạn nói một câu gì đó. Nói câu gì ngọt ngào hết sức rồi để động viên bạn ấy coi. Thì cái hộp đó là nó thể hiện sự chân thành rồi. Không, khi mà phải nói nữa, phải cầu hôn. Cầu hôn, lại sát bên, cầu hôn. Thì anh muốn thì đứng sát vô, Thì anh chuẩn bị lên đây không phải để chơi. Quan điểm của tình yêu của anh á, khi cái gì bắt đầu thì anh không muốn nó kết thúc. Anh muốn cái tấm thiệp này nó thành hiện thực. Hiện tại thiếu tên cô dâu đó, nếu mà em bấm nút á thì nó sẽ sớm muộn gì cũng thành hiện thực. Anh ghé tay anh cúi, anh dẫn mẹ anh theo là như vậy, cho mẹ anh chứng nhận tận mắt như vậy. Dạ em hy vọng là điều đó là sự thật ạ. Thôi kết thúc. Này đặt tay vào nút bấm nha bạn, suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Nãy giờ mình nói rất là vui rồi. Ở đây có người lớn, có hàng triệu người đang theo dõi truyền hình. Tình yêu là một cái gì đó hết sức là thiêng liêng. Và hẹn hò buổi đầu tiên cũng hết sức là thiêng liêng. Bấm là đồng ý, bắt đầu và không có kết thúc. 3 Tại anh bấm ba đó, tại anh nói ba đó. Một. Một mình. Ai biểu anh đếm ngược chứ. Bạn gái, lý do tại sao bạn bấm nút? Cái gì em cũng muốn suy nghĩ cho nó kỹ. Khi mà em quay xuống á, em nhìn thấy mẹ của anh mặt rất là nhìn rất là phúc hậu nên là em bấm. Thường em nhìn bố mẹ phúc hậu thì con cũng y vậy đó, thẳng thắn thật thà, hài hước. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và báo tin vui, ghi cái tên vào thiệp càng sớm càng tốt. Gửi cho chương trình đúng không anh? Gửi cho chương trình ha. Dạ.